Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Minh Tuấn Land. Và cái video lần này của Minh Tuấn sẽ là nhằm để hướng dẫn tất cả các bạn check những cái lỗi khi mà mình bắt đầu nhận bàn giao căn hộ nhé. Nào, xin mời tất cả các bạn. Minh Tuấn sẽ hướng dẫn tất cả các bạn là check từng hạng mục căn hộ, và mình sẽ bắt đầu check từ ngoài vô trong nha. Và Minh Tuấn khuyên các bạn hãy chuẩn bị sẵn một cái list check để có gì mình kiểm tra lại cho tiện, đỡ bị sót nha các bạn. Giống như Minh Tuấn thì Minh Tuấn đang cầm một cái cuốn sổ, thì trong này có ghi tất cả các hạng mục mà Minh Tuấn sẽ check trong ngày hôm nay nha. Đầu tiên là cái cánh cửa này, thì mình sẽ kiểm tra xem cái chủ đầu tư họ bàn giao là cửa thì có xài được vân tay mật khẩu không, khóa cơ xài có ổn không ha. Xem cái cửa mà chủ đầu tư họ bàn giao xem có bị sứt mẻ hay gì không, tay đẩy hơi xài ok không ha. Còn đây là cái phần CB tổng thì mình cứ bật hết lên hết như cả nhà, mình bật đèn, bật đóm, bật lên hết luôn để kiểm tra nguồn điện ở bên trong căn hộ có ok không nha. Còn đây là video call thì mình bật lên, mình gọi xuống lễ tân, mình gọi xuống bảo vệ xem là cái video call này đã được kết nối và ok chưa nha cả nhà. Và tiếp theo là khu vực bếp. Đối với khu vực bếp thì mình kiểm tra cái vòi nước này, xem vòi nước chảy ok không. Đó. Kiểm tra cái bếp điện từ xem hoạt động ok không nha. Và cái mặt đá thì đối với nhiều chủ đầu tư thì họ sẽ bàn giao cho mình là mặt đá tự nhiên luôn, thì mình nhớ kiểm tra xem mặt đá có bị trầy xước không, và những cái điểm nối lại với nhau xem có ok không. Còn đối với những cái mặt đá mà nhân tạo thì mình phải kiểm tra xem trên cái mặt đá này có vết ố không, và cái vết ố nó có tẩy được không. Nếu mà tẩy được thì thôi, còn ví dụ như mà không tẩy được thì mình phải kêu chủ đầu tư bảo hành cho mình nha. Đối với những chủ đầu tư mà họ bàn giao tủ bếp mà bằng gỗ acrylic các bạn, thì các bạn nhớ để ý ở những cái mép của cạnh tủ bếp và cái mặt bếp, và cái mặt của tủ bếp này xem là có bị trầy không, có bị mẻ không nha các bạn. Tại vì cái tủ acrylic thì cũng rất là mắc. Và cái quan trọng nữa là các bạn nhớ để ý phần dưới này nha. Xem với cái hầu hết cái mùi hôi ở bên trong căn hộ của bạn là nó từ cái vị trí này, thì bạn phải bít lại cái này để cho cái mùi đỡ hôi do chủ đầu tư họ làm không kỹ phần này các bạn. Và kiểm tra xem có bị nước không nha. Và nhớ, tại vì nếu mà bị nước thì các bạn lề nó sẽ bị reset như này. Nếu là Minh Tuấn thì khi mà nhận nhà thì Minh Tuấn sẽ thay hết toàn bộ bản lề luôn ha, cho nó yên tâm. Còn đây là khu vực lô gia. Ở cái khu vực lô gia thì mình nên kiểm tra những gì? Thì theo như Minh Tuấn nghĩ là cái khu vực này là mình nên kiểm tra cái khu vực thoát nước là xem mình chuẩn bị một cái thau mà mình xối nước xuống đây cho xem nước có trôi đi hết không. Tại vì giả sử như mà cái này bị tắc đi thì trời mưa, khi nước dâng ở ngoài này thì nó sẽ tràn vào căn hộ của mình dẫn đến hư gỗ nha các bạn. nhớ kiểm tra điện lên. Đây, vòi cấp nước. Đối với phòng khách á, thì mình nên chú ý những gì? Thì phòng khách á, thì mình nên chú ý là cái phần sàn gỗ. Mình đi một vòng xung quanh căn hộ xem cái sàn gỗ họ lát có bị ọp ẹp không này. Kiểm tra xem tường có bị nứt chỗ nào không nha. Chính xác là sơn. Và một điều quan trọng nữa là các bạn lưu ý á, đối với những cái căn hộ mà chủ đầu tư họ không bàn giao sẵn máy lạnh á, thì các bạn để ý xem cái máy lạnh là cái nguồn điện á, là cấp ở dàn nóng hay dàn lạnh nha cả nhà. Như cái này á, là nguồn điện là cấp ở dàn nóng. Và một điều lưu ý nữa là nếu được á, thì các bạn kiểm tra kỹ cái phần kính á. Nhiều chủ đầu tư á, hay chính xác có khoảng một số ít căn thôi, thì khi mà chủ bàn giao cho mình á, thì cái kính này nó sẽ bị trầy, nên mình lưu ý mình kiểm tra cho chắc ăn ha. Đối với cái lô gia ban công á, thì mọi người kiểm tra dùm Minh Tuấn cái chỗ thoát nước nha. Thì cái lý do nó y chang như ở ngoài lô gia. Và ở đây này, kiểm tra luôn, nếu được kiểm tra luôn cái kích thước khu vực này á, tại vì sau này mình sẽ phải để dàn nóng ở đây. Đối với trong phòng ngủ thì các bạn cũng nhớ kiểm tra sàn gỗ, kiểm tra xem cái cửa sổ như thế nào, và nhớ kiểm tra những cái chìa khóa ở trong từng phòng á, xem có xài được không nha các bạn. Đối với nhà vệ sinh á, thì các bạn phải kiểm tra xem á, là cái cửa nhà vệ sinh này, thứ nhất là cửa nhà vệ sinh này. Và một điều lưu ý là thực sự với chủ đầu tư họ làm cái cửa nhà vệ sinh này là không chống nước nha, nên các bạn hạn chế dính nước vào đây ha. Kiểm tra nước xả này, kiểm tra mặt đá, kiểm tra những cái thiết bị bàn giao xem ok không ha. Và quan trọng là nhớ kiểm tra thoát nước nha các bạn. Và vừa rồi là những cái chia sẻ của Minh Tuấn về việc checklist lại những cái lỗi của chủ đầu tư khi bàn giao căn hộ cho bản thân mình, và ý kiến của bạn như thế nào. Và nếu như các bạn có kinh nghiệm gì thêm thì các bạn nhớ chia sẻ ở bên phía dưới video này để mình cùng có thêm kiến thức nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nha.